dày luôn rồi. Ảnh hưởng tới mọi người kinh doanh buôn bán. Nước mỗi lúc một lên lớn đấy. Dạ vâng, em Hải chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn nhé. Sau khi em Hải đi qua khu vực Phú Mỹ Hưng các mọi người, thì đi qua cái đường Trần Xuân Soạn này, nó đang bị ngập lụt đấy quý cô chú anh chị mình. Ở đây thì nước thủy triều lên, cứ mỗi lần nước thủy triều lên thì lại sẽ bị ngập. Bây giờ thì em Hải sẽ quay cho mọi người xem một chút. Ở phía xa xa em Hải thấy là bên khu vực quận 1 đang mưa cả nhà, nước thủy triều đang lên. Nước đang lên, ui rồi nước lên kinh lắm, không biết là có qua được không. Cô chú anh chị mình, nước ở khoảng 4 giờ đêm Hải đi qua tại khu vực này thì chưa thấy có ngập, nhưng mà mình đi về mọi người thấy nước lại ngập lây láng rồi. Thì ở đây thì em Hải có nghe thông tin là ở đây chuẩn bị là nâng lên để tránh cái tình trạng ngập lụt đấy, nhưng mà chắc là cũng phải một thời gian tới nữa, hy vọng thì sẽ cải thiện cái tình trạng này. Này là nước thủy triều đang lên đấy nhé. Còn hiện tại bây giờ là 17:52. Hải chưa dám đi qua cơ. Thấy một lần đi qua khu vực này cũng cực lắm. Cái xe nào mà nước mà lớn lên á, nó mà to lên một chút là xe nó hay bị ngập máy, nó chết máy đó. Băng qua. Ôi chết, này có cái hạt mưa rồi. Này đi kiếm cái nào cứu mưa thôi. Này là mưa. Xe lớn đi qua, xe lớn thì không sao, nhưng mà xe máy mưa lớn thì cả nhà ơi. Mọi người thấy đấy, mưa là sao em lại thấy kéo mưa từ quận 1 hướng quận 1 về. Mưa rồi còn bị ngập nữa. Báo là mấy tin. Cứ mỗi lần mà đợt chiều cường lên á thì ở trong này lúc nào nó cũng bị ngập luôn. Và sau đấy mình chạy lại kêu cho là chú người thì quay cái nhà cùng xem.
theo kinh nghiệm của Hải thì mình nên đi ở giữa mọi người. Ở giữa thì nó đỡ bị chết máy hơn là so đi với hai bên nó sâu hơn đấy. Mênh mông biển nước. Đấy mà em, bây giờ nó gồ lên thì mình đi theo đường vui được. Nước bên này có vẻ là ngập sâu hơn. Cái này mọi người nhớ giữ đều tay ga nha. Thả ra cái là nó chết máy liền. Nên may nó gặp chỉ có đoạn này thôi. Giờ mưa rồi chắc là mình trú mưa rồi. Quay lại kia trú mưa rồi, chỗ này không có trú. Mưa có vẻ là mỗi lúc nặng hạt. Không mưa thì chạy về luôn. Mưa lắm. Thì qua kia mới quay đầu được. Để xe lắm. Ở bên cái góc này là cái chợ. Mọi người cũng hay buôn bán đấy. Trong hẻm mọi người, trong hẻm này nó cũng nước cũng vào đấy. Ô tô quay đầu luôn. Ô tô con là quay đầu. Thật chứ bây giờ em Hải đi qua cũng ngán lắm mọi người. Đi qua rồi, là ngập nhiều khi mình cũng thấy ngán đấy. Thì chắc là mình đi qua thôi, nhưng lát nữa nước mà lên to một chút xíu là đi không lên nổi lắm. Qua nổi là chết máy. Ôi sao rất dày luôn à. Chú anh chị mình thấy còn rất dày luôn này. Cái này về phải đi thay rồi. Nước đang lên đấy các nhà này. Nước đang lên trên này rồi. Cái này hai mình đi qua thì chưa có cái hiện tượng gì, nhưng mà bây giờ lên tới mép này rồi. Đấy, chiều về mọi người kinh doanh nữa mà nước nó lên như thế này thì nó khá là ảnh hưởng. Đấy, mưa nữa. Đấy, nước bắt đầu tràn lên đấy, khu vực ở trên này. Đấy, bên này thì mọi người đấy, giống kiểu như mình đang về miền Tây á. Đang vậy. Khu vực này mọi người bán trái cây rồi hải sản ở góc bên này. Ui, bên trên nước còn ngập to hơn nữa. Ui, hôm nay ướt rồi thì thôi mình cũng về thay luôn. Chú anh chị mình thấy trên này ngập lên, ảnh hưởng tới mọi người kinh doanh buôn bán. Nước mỗi lúc một lên lớn ấy.
ghe. Cứ ghe các thuyền nó đến đấy, sát mép mày luôn rồi, nước nó đẩy lên rồi. Trời mưa nữa. Đây là có chú anh chị muốn bán hải sản này, nghêu sò, ốc hến, ghẹ này. Nó ngập như vậy thì khá là ảnh hưởng tới buôn bán kinh doanh của mọi người. Hy vọng là thời gian tới là sẽ nâng cấp cái đường này lên cho nó chống ngập. Chắc là mình phải lại mưa nặng hạt hay là kiếm chỗ nào mình trú đây. Một lát rồi không về được. Tình hình nó ngập như thế này thì khó về lắm. Đã ngập rồi nữa còn thêm mưa nữa. Thôi thì mọi người đi qua cái chỗ ngập ấy, chú ý nhất là cái rửa điều ga nha. Mình mà cứ thả ga cái nước nó vào khô là coi như là mất tiền, là mất khá nhiều tiền. Quay cho mọi người xem cái chỗ này, nước đang lên.
Chào vâng mọi người, thì bây giờ nó cũng ngớt mưa rồi, thì em hãy sẽ về quận tư nha. Bây giờ thấy nước to lắm các nhà, tại bây giờ nước còn chưa thấy có dấu hiệu rút đâu. Cho mọi người xem thôi. Đứa cái đầu xe nó bắn lên rồi, may quá. Tới đây thì hết rồi. Nước đang có vẻ đang lên rồi cả nhà ơi. Nãy mình đi qua thì nó đang lên một ít, thì bây giờ thấy nó lên vào trong hẻm rồi. Đấy, thêm mưa nữa. Rồi cái xe công nó chạy qua khu vực này khá là nhiều. Rồi thì bây giờ em hãy chạy về quận tư nha. Nếu mà nó ngớt mưa một chút thì em sẽ qua khu vực Tôn Đản quay cả nhà cùng xem. Không ngờ là chiều nay nó mưa mọi người ạ. Thấy thời tiết nó cũng âm u như vậy thôi, nhưng mà không tin. Ngoài hôm thì nó cũng vậy, nhưng mà hôm nay nó mưa luôn, nhưng mà mưa chưa lớn. Đang còn lăn phăn một chút. Bây giờ thì mình sẽ về đường Hùng Tất Thành. Rớt hết cả giày, cả quần rồi. Chỗ đấy nó ngập khá là sâu. Chắc phải đến nửa bánh xe á. Có những chỗ ngập sâu hơn nữa. Em mà không dám đi vào. À vâng, thì nó mưa mọi người, lâu lâu thì nó sẽ có những cái hạt mưa nó vào để ống kính máy quay, thì cô chú anh chị mình xem tạm một chút nhé. Bây giờ mình về, chung là cái đường này nó hay bị kẹt lắm, nhưng mà hôm nay cuối tuần mọi người cũng không đi làm mấy nên đường nó cũng dễ đi hơn một chút so với những ngày bình thường. Bình thường thì nó kẹt dài luôn á, lượng xe lưu thông từ quận 7, quận 4 về quận 1 và chiều ngược lại. Này chắc lại em phải chạy về quận 1 thôi mọi người ạ. Về thay đồ để nước nó vào trong giày ướt khó chịu quá. Đấy, chắc là ngày mai thì em lại sẽ quay cho mọi người về đường Tôn Đản, khu phố ẩm thực.
Ờ vâng, thì hai bên đường thì mọi người cũng có thấy là những công ty khá là nhiều và những cái gì ta, cái showroom xe này xuống bên dưới này thì ở dọc hai bên đường là quán ăn rồi những quán cà phê ở khu vực đường này. Cái showroom tóc ở bên kia là một cái tòa nhà chung cư khá là đẹp luôn á, khu vực quận tư. Sài Gòn này không sáng đèn nữa rồi mọi người. Đúng rồi, hôm nay thấy nó tối thui rồi, không thấy sáng đèn nữa. À, hôm thì là hôm qua hôm kia phải thấy nó còn sáng ấy, hôm nay có vẻ là chưa lên đèn hay là sao thấy tối thui rồi này. À, hy vọng là tòa nhà đấy thì sớm có chủ mới đầu tư vào để cho nó giúp cho cái bộ mặt ở tại khu vực trung tâm nó đẹp hơn. À vâng, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhé, qua về công viên Bến Bạch Đằng. Hôm nay thì không quay cho mọi người được chiêm ngưỡng hệ thống đèn LED của tòa nhà IFC Sài Gòn. Hôm nay nó chưa bật, hay là không bật nữa. Đây mọi người thấy hôm nay nước sông lên cũng khá là lớn đấy, lên tới gần mép công viên rồi, cách khoảng tức là có 1 mét thôi là lên tới công viên luôn rồi. Công viên Bến Bạch Đằng cũng chưa có mấy người, mình nhìn thì lác đác có vài người không. Thường thường những ngày cuối tuần như thế này mà thời tiết mà đẹp rất là đông người tới, cả du khách nước ngoài cũng như là người Việt mình. Cái góc này rất là đẹp, quay cả nhà xem, thực sự em hãy khá là ấn tượng. Cái góc đường Đồng Khởi với đường Tôn Đức Thắng ấy.
một chút mưa thì mọi người thấy cũng khá là đẹp thôi. Chờ một chút là đang đèn đỏ. Dạ vâng, thì tới đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nha.